Chào các bạn. Chúng ta giải vòng số 5 viên bích khối 6 nít 2. Ở nít 1 chúng ta gặp nhiều câu khá dễ dàng ha. Hy vọng là ở nít này chúng ta gặp những câu khó hơn. Gặp những câu mà thầy đã giải kỹ ở nít 1 rồi thì các em trở lại nít 1 các em coi ha, thầy sẽ báo hiệu cho các em điều đó. Rồi, bây giờ tốt nhất là các em phân tích số 115 ra thừa số nguyên tố. Các em đã học bài này rồi ha. Kết quả phân tích là ra 5 x 23. Như vậy là số A chính là 5, còn số BC chính là 23 đó. Cái này là B bằng 1, ở nít trước ta giải rồi. Cái bài này hơi khó một chút. Ở nít số 1 thầy đã giải rất kỹ càng. Các em trở lại nít số 1 để coi cách suy luận ha. Đáp án của nó là hình như là 2 2 2 mấy không nhớ hả? 27 x 37 bằng 999 à. Như vậy là 2 2739 nha. 2739 và hình như vậy. Các em trở lại nít 1 coi nhé. Đúng, thầy nhớ không lộ. Có bao nhiêu số nhỏ hơn 35? Như vậy là số 30. 30 chia cho 5. 0, 5, 10, 15, 20, 30. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 7 số kìa. Này dư 0, chia hết cho 9 thì phải chia hết cho 3. Có bao nhiêu số chia cho 5 có một chữ số? Hai số, số 0 và số 5. Hỏi lập được bài toán lựa chọn. Cái này bài toán lựa chọn. Chữ số hàng chục có 4 cách chọn: 2, 5 hoặc 6 hoặc 1. Còn chữ số hàng đơn vị là cũng có 4 cách chọn thôi. Vậy 4 x 4 là sẽ bằng 16 kìa. 16 số. Chuyên đề bài toán lựa chọn thầy sẽ hướng dẫn kỹ càng ở khóa học trên mạng nếu các em đăng ký. Cho 4 điểm thì cái này nó cũng có công thức rồi các em. Từ cho n điểm không có điểm nào thẳng hàng thì cái số lượng đường thẳng sẽ là n nhân cho n trừ 1 rồi tất cả chia 2. Ở đâu ra công thức này? Thì ở vòng trước, ở vòng 4 thầy đã hướng dẫn rất kỹ. Ở cái bài thi nít 3 ở vòng 4 ha. Các em trở lại lớp 6 vòng 4 nít 3 các em coi. Như vậy ở đây là 4 nhân cho 3 là 12, chia đôi là bằng 6. 6 đường thẳng. Đây chính là bài toán bắt tay nè, hay là bài toán bóng đá nè. Sắp tới thầy khai giảng cái lớp luyện giải toán trên mạng cho cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh. Nếu các em có hứng thú thì nên tham gia. Thì khi tham gia những khóa học đó thì những cái kỹ năng như thầy vừa nói là chuyện trong tầm tay của các em. Không phải sao mà ngạc nhiên là sao nó hay hay vậy hay là khó vậy. Tổng của hai số bằng 108. Thương của hai số đó bằng 5. Thương hai số bằng 5 tức là một số gấp 5 lần số kia. Như vậy là một số 5 phần, một số 1 phần. Tổng số phần sẽ là 6 phần. 6 phần 108 thì mỗi phần sẽ là 30. Vậy số bé 1 phần là 30, còn số lớn là 5 phần là 150. Các em lấy 30 nhân 150 nó ra 4.500. 4500. Có bao nhiêu số thỏa mãn chia hết cho 9 nằm trong vùng đó? Đơn giản thôi các em. 1203 là không có chia hết cho 9 nè. Mình nâng lên 1204, 1205 cho tới 1206. Đi. 1206 là sẽ chia hết cho 9. Tiếp theo là ta cứ cộng cho 9 thôi. 1215
vân vân. Rồi tới số 3210. 3210 là không có chia cho 9 thì ta thụt lùi đi. Ta thụt lùi là 3209, 3208, 3207 vân vân. Cho tới 3204 là sẽ chia hết cho 9 rồi. Tổng các chỉ số chia hết cho 9 là được. Dãy số cách đều các em. 3204 trừ cho 1206 chia cho 9 cộng cho 1, 223 số. Số lớn nhất là 9995, nick trước có rồi. Số nhỏ nhất này dễ quá, 230. Cái này đổi ra centi là so sánh luôn. Như vậy có lẽ là hết câu khó rồi ha. Số bé nhất chia hết cho 3, 4 chữ số khác nhau là 1, 0, 2, 3. 4 chữ số khác nhau nhỏ nhất chia cho 3. Rồi bài này ở nít trước thầy giải rồi. Đó là số 2 và số 5. Hy vọng gặp nhiều câu khó ở cái vòng vượt chướng ngại vật á. Cái này giải rồi. Này dư 3, này dư 4, vậy là 3, 4 là 7, dư 2. Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà các chữ số của một số đó đều chia hết cho 2? À, bài này khá hay. Đọc đề. Số chúng ta cần thành lập là số có 4 chữ số nha. Đó là gì? Số A, B, C, D. A nghìn, B chục, C trăm và D đơn vị. 4 chữ số đó đều phải chia hết cho 2. Như vậy là 0 nè, 2 nè, 4 nè, 6, 8. Vậy giờ ta sẽ thành lập cái số có 4 chữ số từ 0, 2, 4, 6, 8 này mà. Vậy số A chọn trước đi. Hàng nghìn chọn trước thì có 4 cách chọn, là 2 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 8 thôi. Không được chọn 0, đúng không? Rồi khi hàng nghìn đã chọn thì hàng trăm chỉ còn 4 cách chọn, hàng chục còn 3 cách chọn, và hàng đơn vị chỉ còn 2 cách chọn. Bởi vì 4 chữ số phải khác nhau mà các em. Ở các em lấy 4 x 4 nhân 3 x 2. Đây là nội dung của chuyên đề bài toán lựa chọn ha. Một lần nữa thầy nhắc lại, các em nên đăng ký tham gia khóa học luyện viên bích trên mạng. Thì những kỹ năng như thầy đang nói sẽ trở thành rất là đơn giản đối với các em. Và khi chúng ta thi vòng trường, vòng huyện, vòng tỉnh thì khả năng đậu rất là cao ha. 96. Số các số sẽ là 96. Cầu cho gặp câu khó đi. À, câu này có vẻ lạ nha. Tìm một số là bội của 50. Bội của 50 thì nó sẽ có công thức tổng quát là 50 nhân K. 50 nhân K thì sẽ tạo ra những số chia hết cho 50 đó các em. Trong đó K là một số tự nhiên nha. K thuộc N. Hai lần số đó, tức là 2 nhân cho 50K đó, thì nhỏ hơn 101. À, như vậy các em suy ra là 100 nhân K sẽ nhỏ hơn 101. Rồi giờ các em cho K bằng 0. K bằng 0 thì cái số 50K là ra số 0 ha. Là số 0 là bội của 50 đó. Rồi hai lần số đó cũng nhỏ hơn 101, đúng rồi. Rồi dùm cho K bằng 1. Như vậy lúc đó ta có 50 nhân 1 là 50. 2 nhân 50 thì đúng là nhỏ hơn 101 rồi. Giờ lấy K bằng 2 thì không được. K bằng 2 thì số đó sẽ là 100. Bây giờ hai lần số đó sẽ là 200 thì vọt quá 101 rồi.
Vậy ta có hai đáp án kìa. Vậy đề bị hở rồi. Biết lấy đáp án nào đây? Thôi ta xem k bằng 0, ra số đó bằng 0 là đáp án tầm thường đi. Vậy ta thiên vị cho đáp án này đi. Đề không chặt kem nhé. Số cần tìm là 50. Thử có đúng không? À đúng luôn. Đúng ra họ phải kêu là số khác 0 thì chắc hơn. Bài này ta giải rồi. Có 3 số kem ha. 3 số. Ở nít 1 thì giải rồi. Có 3 số. 40, 30 và 10. Thôi giờ mình giả bộ sai đi để gặp câu khác em nhé. Giả bộ sai đi ha. Qua. Chẳng qua. À bài này hay các. Bài này hay. Có tất cả bao nhiêu số có dạng A trăm B chục, 3 đơn vị chia hết cho 3. A trăm B chục, 3 đơn vị chia hết cho 3. Thì các em thấy là muốn chia cho 3 thì tổng các chữ số phải chia cho 3. Mà 3 là chia hết cho 3 rồi. Như vậy là tùy thuộc vào A và B đó. Giờ thầy tách số này ra thành gì? Thành A trăm B chục, 0 đơn vị cộng cho 3. Rồi thầy tách ra tiếp là bằng 10. 10 nhân cho A10B, A chục B đơn vị đó, nhân 10 cộng 3. Rồi số 10 thầy lại tiếp tục tách ra là thành gì? Số 10 thầy tách ra thành 9 cộng 1. Đó. Rồi giờ thầy dùng tính chất phân phối các em. Vậy là A chục B đơn vị nhân 9 là sẽ bằng AB nhân 9 nè. Rồi cộng cho AB. Rồi cộng cho 3. Tóm lại cái số ban đầu á, nó bằng tổng của 3 số này. Mà các em thấy số 3 thì chia hết cho 3 rồi. Số AB nhân 9 là bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà nhân 9 thì phải chia hết cho 3 rồi. Vậy còn số này, thì số này bắt buộc phải chia hết cho 3. Số AB sẽ chia hết cho 3 các em nhé. Nó sẽ chia hết cho 3. Như vậy bài toán này trở về bài toán là tìm các số có hai chữ số chia hết cho 3. Các số có hai chữ số chia hết cho 3 là gì? Là 12, là 15, là 18, là vân vân, là cho tới 99. Đây là dãy số cách đều các em. 99 trừ 12. 99 trừ 12 chia khoảng cách là chia 3 cộng 1. Vậy nó ra 30 số. À, 30 số. Nhưng mà cẩn thận các em. Yêu cầu là A phải khác B, tức là hai chữ số AB khác nhau. Vậy ta bỏ đi, bỏ đi 33 nè, 66 nè, 99 nè. Vậy ta còn mấy số? 27 số thôi. Đáp án là 27 số. Cũng được. Cũng gọi là trả bỏ công mình ha. Cái này thì quá dễ luôn. Chia hết cho 9 thì tổng các chữ số phải chia cho 9. 6, 9, 1 cộng lại là bằng 16 rồi. 16 rồi cộng thêm 2 nữa, vậy là số 2 thôi. Số 2 là được. Rồi thôi giờ mình bỏ qua đi kìa. Bỏ qua để mình coi có câu khác khó hơn không nhé. Rồi dùng 4 chữ số ghép lại thành số chia hết cho 9 và chia hết cho 5. Chia hết cho 5 thì đuôi phải là 5 rồi. Chắc chắn đuôi phải là 5. Rồi hai chữ số trước đó thì cộng lại là phải cộng với 5 là chia hết cho 9. Vậy là các em lấy là 315 hoặc là 135. Thì có hai số đó thôi. Hai thôi. Nhá, hai số. Như vậy ta là qua luôn rồi.
Toàn câu dễ. Rồi, cái này ta giải tốc hành đi. 19, 40, 32, 100, 90, 2, 14, 8, 3, 24, cộng 9, 2, 18, 42, 37, 15. Vậy đầu tiên sẽ là số 2. 2. Rồi tới 14. Rồi tới 15. Tới 19. Rồi tới 32. 37. 40. Rồi tới 42, 90, 100. Chúng ta tiếp tục giải cái nick số 3 để coi thử có câu nào khó hơn nữa không. Các em nhớ đăng ký tham gia khóa học luyện thi VinBid cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh mà thầy sắp mở trên mạng nha. Rồi, tạm biệt các em. Hẹn gặp ở nick số 3.